Một mũi tên xuyên thẳng vào trung tâm tổ chuột. Đây là một tổ chuột chúng đang tụ lại cùng nhau. Trước tiên gửi đến những con chuột hại này một quả pháo. Thổi khói vào. Bên kia. Bên này cũng có hai lỗ. Xem nó có chui ra phía này không. Trước tiên ném một quả pháo xoay. Vẫn nghe thấy tiếng kêu bên trong. Ném một quả pháo sáng vào bên trong. Bên này ném một quả pháo xay. Chạy hả? Hai con, làm sao có thể để mày chạy được? Bây giờ chúng ta hãy châm lửa cho AK-47, tiêu diệt hết lũ này. Bên trong AK-47 có bọ ớt bột cay. Khói này để nó chui từ phía bên trong ra. Chúng ta xem một chút, cái nào có tiếng động lớn hơn, chúng ta sẽ ném vào cái đó. Vừa rồi có tiếng động ở đây. Mọi người xem con này có là một cân không? Tên nhóc này trông như sắp ngất. Ra ngoài rồi không còn cử động.